Xin chào các bạn, đây là con mẹt C. C bao nhiêu thì mình quên mất rồi, nhưng cái đó nó không quan trọng nha. Hôm nay mình sẽ làm một video về bảo dưỡng full hệ thống thắng hoặc là hệ thống phanh cho các bạn nào nói giọng Bắc. Như các bạn thấy trong khung hình, cái dĩa thắng nó ăn không có đều, nó rất là gợn, các bạn thấy không? Đậm lợt. Sau một thời gian sử dụng, khi mà cái bố thắng nó mòn thì nó cũng sẽ ăn mòn luôn cái dĩa các bạn. Nhưng mà thường thường nó ăn mòn không có đều, nó sẽ để lại cái dĩa rất là gợn. Do đó khi các bạn thay cái bố thắng thì bạn phải đồng thời xử lý luôn cái dĩa này cho nó hết gợn. Xử lý như thế nào? Mình phải láng lại bề mặt dĩa thắng này. Đây là cái thao tác mà mình nghĩ là ở Việt Nam đang bỏ lỡ rất là nhiều các bạn. Đa phần người ta chỉ thay bố thắng thôi, người ta không chú ý đến phần dĩa thắng. Nhưng như vậy là không tốt. Bởi vì sao? Khi bạn thay cái bố thắng mới vào mà cái dĩa thắng nó vẫn còn cũ á, thì hai bề mặt nó sẽ không ăn khớp các bạn. Một bề mặt mới và mặt cũ nó sẽ phá nhau, nó gây ra hao mòn nhanh hơn nữa, tổn hao nhiều hơn nữa. Do đó nếu mà chiếu về mặt kỹ thuật á, khi mà bạn thay cái bố thắng thì các bạn cũng phải láng lại vòng dĩa thắng cùng một lúc để hai bề mặt là mới hoàn toàn 100%, nó sẽ ăn khớp với nhau rất là tốt. Và nếu bạn làm đúng quy trình như vậy đó, khi bạn đạp thắng nó sẽ không phát ra tiếng kêu, nó sẽ không gây rung vô lăng khi bạn đạp thắng, và cũng không gây giống như nhịp chân thắng, nhịp chân phanh á khi các bạn đạp thắng. Tại CCM Fast thì mình sử dụng công nghệ láng dĩa thắng của máy Hunter nha. Cái thương hiệu Hunter là nhập khẩu từ Mỹ. Cái đặc trưng của cái máy Hunter, công nghệ Hunter này á, là nó láng dĩa thắng trực tiếp trên xe luôn. Mình không cần phải tháo cái dĩa thắng ra, nó sẽ kẹp vào cái cốt bánh xe để nó lấy tâm, và từ đó nó sẽ láng dĩa thắng. Đây là một kỹ thuật mới, nhanh hơn, gọn hơn, sạch hơn, và đặc biệt là chính xác hơn so với mình tháo ra, mình kẹp trên máy tiện nha các bạn. Sau khi láng dĩa hoàn thiện rồi, mình tiến hành thay bố thắng mới, cũng như là những cái cảm biến báo mòn bố thắng. Đối với một số xe Đức hoặc là xe cao cấp thì nó sẽ có cảm biến báo mòn. Khi các bạn chạy tới cái mức mà cần thiết phải thay thì nó sẽ báo lên cái đồng hồ táp lô là đã bị mòn rồi, hãy thay bố thắng mới đi. Và khi thay bố thắng mới thì mình phải thay luôn cảm biến báo mòn cùng một lúc các bạn. Ngoài ra mình còn kiểm tra dầu thắng nữa các bạn. Nếu dầu thắng bị nhiễm nước thì mình sẽ đề xuất thay luôn kể cả dầu thắng mới. Như vậy mình đã hoàn thiện cái công tác bảo dưỡng full hệ thống thắng cho chiếc mẹt C này. Nhắc lại C bao nhiêu thì mình không nhớ nha các bạn, có thể C 180 gì đó. Cuối cùng mình cũng không quên vệ sinh lưỡi khoang máy cho nó đàng hoàng. Cái gì nó sạch sẽ thì nó sẽ bền, lúc nào cũng vậy nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.